Xin chào quý vị và các bạn. Bước sang ngày đầu tiên của tháng 11, hầu khắp các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ quay trở lại trạng thái tạnh giáo. Vào buổi sáng trời còn duy trì nhiều mây, nhưng đến trưa chiều thì khả năng hửng được chút nắng, nền nhiệt sẽ tăng nhẹ lên mức từ 25 cho tới 29 độ. Tuy nhiên, thời tiết tạnh giáo sẽ không kéo dài lâu bởi một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta và khả năng là sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ trong ngày mai. Mưa sẽ xuất hiện trở lại và tập trung chính tại các tỉnh vùng núi Đông Bắc Bộ, cần đề phòng với dông lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ giảm xuống, thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến khoảng từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi là dưới ngưỡng 18 độ, trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Thủ đô Hà Nội cũng có một ngày chủ nhật cuối tuần khá đẹp trời. Mặc dù buổi sáng mây còn nhiều, nhưng đến tầm trưa thì trời quang hơn, một vài tia nắng le ló xuất hiện. Nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 29 độ. Đến tối và đêm trời lại nhiều mây, cảm giác se lạnh trở lại. Nhiệt độ thấp nhất về đêm là 20 độ. Với tiết trời se se chút lạnh như thế này mà được quây quần bên bạn bè và người thân để cùng thưởng thức một nồi lẩu ngút khói, thật là vô cùng ấm áp. Lui xuống các tỉnh Trung Bộ, trong hôm nay mưa vẫn còn tiếp diễn ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Khánh Hòa và Phú Yên. Trong đó, vùng mưa vừa mưa to sẽ tập trung ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên với tổng lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Trong khi ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị, lượng mưa có xu hướng giảm dần xuống còn từ 40-70mm, nhưng vẫn có nơi mưa to trên 100mm. Nằm trong xu thế thời tiết chung của khu vực, thành phố Đà Nẵng hôm nay vẫn còn có mưa, tuy nhiên lượng mưa không nhiều. Mưa chỉ xảy ra ngắt quãng trong ngày nên các hoạt động lưu thông và các sinh hoạt thường nhật của người dân vẫn có thể diễn ra bình thường. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở mức từ 28 đến 29 độ. Với các tỉnh phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết trong ngày cuối tuần cũng khá tạnh giáo vào ban ngày. Cao nhất trong hôm nay ở khu vực Tây Nguyên là từ 26 đến 29 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ ở mức 30 đến 33 độ. Đến chiều, mưa sẽ xuất hiện trở lại. Quý vị nhớ mang theo các vật dụng che mưa khi ra khỏi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong xu thế chung của các tỉnh phía Nam nên trạng thái chủ đạo trong ngày là nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 31 đến 32 độ. Đến khoảng từ 14 đến 15 giờ, khả năng mưa xuất hiện nhưng cũng kết thúc nhanh nên khá thuận lợi đối với các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch của người dân. Tuy nhiên, quý vị vẫn nên mang theo các vật dụng che mưa khi tham gia giao thông vào thời điểm chiều tối để tránh bị ướt bởi những cơn mưa rào bất chợt. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.